Hờ Hennie bị chỉ trích kém duyên khi chặn họng ca khi Diệu Nhi, Lan Ngọc Thấy cũng chạy xa. Khi vụ việc tại Tôi Là Hoa Hậu Hoàng Vũ Việt Nam chưa lắng xuống, Hờ Hennie lại tiếp tục bị ném đá dữ dội bởi những phát ngôn kém duyên với đàn chị Diệu Nhi tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng khiến nhiều người bức xúc. Mới đây trong tập 1 của Tôi Là Hoa Hậu Hoàng Vũ Việt Nam, Hoa Hậu Hờ Hennie gây tranh cãi dữ dội khi đưa ra câu hỏi được cho là kém duyên cho thí sinh. Cụ thể trong phần thi của Xuân Hạnh, Hờ Hennie đã đưa ra câu hỏi: cả gia đình em leo lên một con thuyền đó có em, ba mẹ và em trai. Không may thuyền đó bị chìm và tất cả mọi người rơi xuống biển, thì người đầu tiên em cứu là ai? Hờ Hennie khẳng định đó chỉ là một câu hỏi vui thôi. Trước câu hỏi bất ngờ, thí sinh Xuân Hạnh sững người vài giây, ngay sau đó cô đã bình tĩnh đưa ra lựa chọn cứu người gần bản thân nhất. Câu trả lời khiến Hờ Hennie hài lòng về cách ứng xử hợp lý. Sau khi lên sóng, nhiều người cảm thấy không hài lòng với câu hỏi được cho là vui như lời của Hờ Hennie, bởi một số ý kiến cho rằng câu hỏi của Hờ Hennie là không phù hợp để đánh giá thí sinh, thậm chí là kém duyên dù đây là giả thuyết.